Hello, xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhá. Hôm nay thì chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác tiếp một lô máy cơ xích. Hôm nay thì cửa hàng chúng em là vào ngày 16 tháng 2 năm 2023 các bác nhá. Cửa hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích đánh dấu ký tự là lô chữ T các bác nhá. Từ T1 cho tới T10. Đó, và giá là đã công khai báo giá trên từng con một các bác nhá. Từng con một và giá cửa hàng chúng em là đã hoàn toàn miễn phí vận chuyển và được tặng kèm cho các bác bộ phụ kiện là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tua vít chỉnh. Và hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản luôn các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý con nào thì cửa hàng chúng em có đánh dấu ký tự là chữ T này này. Các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con ấy ạ. Các bác ưng con nào các bác đọc cho em cái mã. Đó là cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn đặt con gì, là để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nơi cho các bác nhá. Hàng tới các bác kiểm tra đúng như trên máy, trên video, các bác nhận hàng thanh toán, các bác không cần kể cọc trước. Đó. Máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Hôm nay thì chúng em lên lô tổng cộng gồm có 10 con. Những có dòng khai thác chuyên nghiệp cũng có, dòng khai thác tầm trung cũng có và dòng cưa gia đình cũng có. Mà hiện tại thì cửa hàng chúng em đang có 2 chiếc máy cưa tay cùng siêu VIP và chất lượng các bác nhá. 2 con Echo Kyrit và 1 con Ryobi, máy móc cực kỳ đẹp. Hôm nay lô này là 10 con đẹp như cả 10 luôn các bác nhá. Đấy, con đầu tiên là một con máy cưa Estin. Estin con này là dòng Estin 021 các bác nhá. Estin 021. Con này là made in Germany, công suất của nó là 40cc các bác nhá. 40cc có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Đó, nguyên zin của nó đang là một ốc lam. Nhưng mà con này thì nó đã lên sẵn 2 cái lỗ này. Con này thì có thể lên được 2 ốc lam các bác nhá. Các bác nào mà có nhu cầu muốn lên 2 ốc lam ấy thì các bác muốn đặt hàng con này mà muốn lên 2 ốc lam thì liên hệ cho cửa hàng chúng em, báo cho cửa hàng chúng em thì cửa hàng chúng em sẽ lên miễn phí cho các bác luôn các bác nhá. Miễn phí thêm 1 ốc lam nữa. Đó. Máy móc con này tay nắm giật to bạn này. T1 giá 3.800.000. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên từ ATZ. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ các bác nhá. Con này tình trạng khá là đẹp luôn. Mặt tiền con này đây. Cam kết cho các bác là chuẩn zin từ ATZ, chuẩn zin từ ATZ luôn. Đó. Làm con này mặt cắt là được 45 làm con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. 35 phân. Đó, máy móc con này khá là ok, đẹp, tình trạng xuất sắc. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Cam kết là hàng chuẩn zin. Con này về thì có các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái và hợp lý luôn. Dòng khai thác tầm trung, công suất 40cc, sản xuất tại Đức. Máy móc nguyên zin nguyên bản về để cho các bác sử dụng. Đó, phần bên này là phần đổ xăng pha nhớt này, sử dụng xăng pha nhớt 2 thì các bác nhá. Và phần này là nhớt để bôi trơn lam xích. Đó. Máy móc thì cực kỳ chất lượng và đảm bảo luôn các bác nhá. Hàng chuẩn zin nguyên bản từ ATZ. Đó. Quá là chất lượng luôn các bác nhá. Con này tình trạng khá là đẹp. Tem mác hầu như là còn nguyên zin nguyên bản luôn các bác nhá. Tem mác còn nguyên vẹn từ ATZ này. Có cái phần chữ ở đây thì nó đã bị bay mất chữ mất rồi. Nhưng mà hàng bãi mà. Thấy thì không tránh khỏi được rồi. Chuẩn này, Made in Germany các bác nhá. Hàng của Đức đấy ạ. Rồi, con T2. T2 là một con máy cưa Estin 028. Con này thì cả chúng em là đang bán xả luôn các bác nhá. Đang bán xả tại vì cả chúng em hiện tại thì bây giờ đang chuyên về những sản phẩm khai thác tầm trung và những dòng nhỏ thôi. Những cái dòng lớn thì hiện tại chúng em đang tạm tạm ngưng. Đó, nên là hiện tại đang có một con máy lớn thì cả chúng em bán xả lỗ luôn. Hiện tại con này thì cả chúng em đang bán với giá 4 triệu này.
để về cho các bác sử dụng khai thác chuyên nghiệp. Công suất của con này là 47cc các bác nhá, 47cc về chuyên để khai thác keo tràm đồ linh tinh nha. Máy móc nồi đồng cối đá luôn, thương hiệu Yetin của Đức các bác nhá. Không phải là bán xả là máy đều đâu các bác nhá. Bán xả tại cửa hàng chúng em là hiện tại thì bán để cho nó đi nhanh thôi. Đấy, chứ còn máy móc vẫn cam kết cho các bác là chuẩn zin từ A tới Z. Đó. Chuẩn zin từ A tới Z các bác nhá. Không phải lăn tan gì cả. Đây. Lọc gió của nó này, nòng này, buji nguyên zin này. Điện đóm này, dây điện dây điếc này. Nòng hơi đây. Các bác nhìn qua nhá. Đấy, lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc là lốc nhôm luôn. Ốp lam 2 ốc, lam con này riêng con này nhá. Nguyên zin của nó theo máy là một cây lam Latin luôn ạ. Một cây cây lam Latin cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy. Hiện tại con này nếu mà trên thị trường ấy, thì đang rơi vào tầm khoảng tầm 5 triệu đổ lên. Nhưng mà hiện tại thì con này thì cửa hàng chúng em bán xả luôn để về nhập những dòng máy khác về để bán. Nên là có một cây duy nhất các bác nhá. Các bác nào ưng ý muốn cần tìm những dòng máy cưa mà để khai thác keo tràm, khai thác chuyên nghiệp mà giá cả phải chăng thì hôm nay thì cửa hàng chúng em có một cây. Thắng xích sử dụng vẫn là ok các bác nhá. Cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc. Đấy. Làm con này mặt cắt là được dạ mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Mặt cắt con này là được 40 phân. Dạ vâng, con T3. T3 là một con máy cưa Echocurit. Con này thì khai thác tầm trung, công suất 35cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại. Đó, có con này đặc biệt, con này là được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Giật rất là nhẹ nhàng, thương hiệu của Echocurit. Đây đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó này các bác nhá. Sản xuất năm 2002 này. Đó, cân nặng là 4,4 kg là đầu máy không các bác nhá, nòng là nòng đứng. Đó. Vẫn tích hợp hai ốc lam, vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này mặt cắt là được máy con này tình trạng cũng cực kỳ quá là ok luôn. Mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Mặt cắt 35 phân, giá 2.950. T3 của Echocurit. Con này thì theo con mắt mà cửa hàng chúng em đánh giá thì con này nó khoảng tầm 90% này các bác nhá, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đó. Mặt tiền quá là đẹp này. 2.950, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ. Và bây giờ thì cả chúng em là qua những dòng sản phẩm mẫu cưa sử dụng gia đình này, về cắt củi, cắt cành, đồ linh tinh. Là đầu tiên là một con máy cưa T4, một con máy cưa Ryobi tay dài các bác nhá. Tem mác cũng còn khá là ok, hầu như là còn nguyên vẹn luôn các bác nhá. Một con máy của Nhật nội địa, cực kỳ đẹp. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10.
Con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá. Về để cho các bác sử dụng thì cực kỳ thoải mái luôn. Làm con này mặt cắt là được 35 phân này, 35 phân. Đó. 35 phân mặt cắt. Giá 1.850.000, thương hiệu Ryobi cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về. 25 phân đổ về cho con này thì sử dụng khá là hợp lý các bác nhá. Cho các bác nào mà hay ở nhà gọi như là lâu lâu mới sử dụng về cắt củi nấu rượu hoặc là về cắt cành đồ linh tinh nhá, hoặc là hay cắt ở dưới đất các bác nhá. Những sản phẩm này thì về thương hiệu của Nhật Bản thì cam kết cho các bác là tiết kiệm nhiên liệu là một này. Đó. Với lại là máy móc nó đỡ hỏng vặt. Đó, bởi vì cái dòng Nhật của nó ấy, những cái ông mà bên Nhật thì người ta thiết kế thì cực kỳ bền luôn các bác. Đây là hai phần nắp ấy. Nắp này là để nhớt bô trơn lam xích này. Cái này là để xăng pha nhớt các bác nhá. Xăng pha nhớt thì đổ đằng trước, còn bên dưới này là đổ nhớt để bô trơn lam xích công tác. Gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Đây là phần buji bujia của nó. Và đây các bác nào mà đam mê thương hiệu Hitachi đó, thì các bác lựa cho em sản phẩm con này. Một con máy cưa cũng dòng hệ tay dài của dòng Nhật nội địa. Giá là cũng 1.850.000 các bác nhé. Cam kết là cũng hàng chuẩn zin từ ATZ. Quá là đẹp luôn nhá. Phần bồ này các bác hầu như chưa hề có vết hàn gì cả. Làm con này mặt cắt là được 35 phân luôn. Mặt cắt 35 phân mặt cắt các bác nhá. Xích là xài xích mini. Xích ở trên thị trường thì bán rất là nhiều nên là các bác không phải lo đến nữa là xích xiếc là nó hỏng hoặc là lam nếu nó hỏng thì không biết là nó có chỗ để bán không. Thì hiện tại bán rất là nhiều luôn các bác nhá. Vẫn tích hợp núm bơm xăng phụ để dễ dàng tiện lợi lên xăng. Phần công tác vẫn ở dưới này, gạt lên là tắt, gạt xuống là mở. Đấy, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân về thì cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá. Một con máy cưa E35. Này là phần nhớt bôi trơn lam xích. Phần trên này là để phần xăng pha nhớt này. Đó, đây là chỉnh xăng, chỉnh gió là ở đây. Chỉnh gang ti là phần dưới này. Đó, đây là toàn bộ chỉnh xăng, chỉnh gió, chỉnh gang ti. Nhỏ nhẹ, con này cân nặng nếu mà cả lam xích vào nữa thì em nghĩ nó khoảng tầm 4kg thôi các bác. 4kg để về cho các bác sử dụng. Cầm cả ngày thì không phải xin dây. Dọn ngon lành từ ATZ rồi. Ô, cái này bị hết xăng mất rồi các bác nhá. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì cứ tự tin mà đặt. Bởi vì con này thì cả chúng em đã dọn ngon lành từ ATZ hết rồi các bác nhá. Này thì cả chúng em vừa nãy lên quay video mà nó bị hết xăng ở trong máy mất rồi. Bây giờ chạy đi lấy xăng thì nó lâu quá. Đó. Máy cam kết cho các bác nổ ngon lành từ ATZ. Con T6. Đây, qua con T6 là một con máy cưa Tananka giá 1.900.000. Máy móc tình trạng cũng cực kỳ đẹp. Đây cho phần các bác xem qua đây ạ. Quay chi tiết luôn các bác trên video để cho các bác dễ dàng đặt hàng. Phần bô cực kỳ đẹp. Đây, xong các bác nhá. Máy móc chạy ngon lành. Con này thì sử dụng giống như kiểu xích là xích cưa điện luôn các bác. Lam xích cưa điện là các bác nào mà ở nhà mà đã xài lam xích cưa điện mà có lam xích cưa điện thì ráp vào cái máy này là vừa y luôn các bác nhá. Lam vẫn là mặt cắt là được 35 phân. Đó. Núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Cái này là phần tăng chỉnh xích là trên phần thân lam này luôn các bác nhá. Các bác chọc tu vít ở đây, các bác vặn lên vặn xuống là để phần
dài ngắn của cây lam. Đấy. Công tác vẫn là phần dưới này, gạt xuống là tắt, gạt lên là mờ. Phần này là phần đổ để nhớt bôi trơn lam xích, phần này là đổ xăng pha nhớt các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng 25 phân đổ lại. Con máy Shindaiwa. Shindaiwa các bác nhá. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo này, đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Phần này là phần bình xăng con này, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Bôi e lọc gió bình xăng con, công tác ở đây. E gió là phần đây luôn. Đó, e gió tự động luôn các bác nhá. Bấm cái là tự nảy về. Đấy. Giá lại chỉ 1.750.000. Thương hiệu Shindaiwa thì các bác nào mà đam mê cái thương hiệu này rồi thì các bác sử dụng cho em các bác nhá. Làm mặt cắt là được 30 phân. 30 phân ạ. Cắt gỗ đường kính vẫn là 25 phân đổ lại các bác nhá. Con này nổ thì cực kỳ ngon luôn. Nổ thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Này cho các bác này, giật rất là nhiều. Dạ vâng, T8 này ạ. T8 thì là một con máy cưa Echo Curit 3100. Công suất của con này là 30.1cc các bác nhá. Đây, thông số kỹ thuật của nó này. Và đặc biệt con này là nó là có xả áp ở đây. Xả áp ở đây này. Đó. Các bác muốn giật nhẹ nhàng các bác bấm cái xả áp này lên. Đời này là nó đời có xả áp các bác nhá. Giá nó là 2.050.000. Đó. Con này điều đặc biệt nữa là theo máy là được một cây lam Latin các bác nhá. Cây lam Latin này. Các bác nhá, cái dòng sản phẩm máy cưa Nhật bãi thì rất ít khi nhưng rất ít có những cái máy lam Latin, thường thường là theo máy như thế nào thì cả chúng em sẽ để im như thế để về bán cho các bác luôn các bác nhá, chứ không phải là đổ qua lam xích đổ qua này, nó vẫn là núm mưa xong phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì không, nó có chụp giật trợ lực nhưng mà nó được tích hợp xả áp ở đây, giật cũng rất là nhẹ nhàng như một cái chiếc chụp giật trợ lực luôn. Hai ốc lam bạn trực tiếp một khóa 10 các bác nhá. 30cc công suất là 30.1cc, cân nặng là cả lam xích em nghĩ khoảng 4kg. Đó. Bật xả áp lên giật thì cực kỳ nhẹ luôn các bác nhá. Thương hiệu Echo Curit của dòng Nhật nội địa. Đây. Curit Corp. Sản xuất made in Japan. Theo máy thắng xích thì sử dụng đầy đủ ta TZ các bác nhá. Theo máy là một cây lam Latin luôn. Dạ vâng, và tiếp tục là một con máy cưa tay cụt. Con này là dòng thương hiệu tay cụt của dòng Nhật nội địa các bác nhá. GC301.
Con này thì giá 2 triệu đồng, máy móc thì như sưu tầm luôn các bác ơi. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Lam là tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này luôn. Xích là xài xích giống như xích cơ điện, xích 91 các bác nhá. Lam mặt cắt là được 35 phân. Lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy đấy ạ. Hai ốc lam vẫn là hai ốc lam các bác nhá. Hai ốc lam này, con này thì tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Em đánh giá con này nó rơi vào tầm khoảng 90% nữa. Đây là phần công tác của nó, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Đây là phần nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Đây có ký tự ở đây đây đây. Đó, còn đây là để xăng pha nhớt, có tích hợp núm mưa xăng phụ đầy đủ cho các bác. Thắng xích sử dụng đầy đủ ngon lành từ ATZ các bác nhá. Tem mác là còn nguyên si từ ATZ luôn, chưa hề bong chóc hay là làm sao cả. Đấy, đầy đủ tem mác. T9 giá 2 triệu đồng. Sản phẩm máy cưa Echocurit tay cụt hoặc là những dòng sản phẩm tay cụt này ấy, thì Phúc thích hợp cho các bác nào mà thích nhẹ nhàng hoặc là về sử dụng mà sử dụng một tay, cầm một tay mà cắt tỉa cành ở trên cao hoặc là hay leo thang ấy, thì các bác sư cầm con này thì rất là tiện lợi luôn các bác nhá. Đó, mà thương hiệu Echo thì cực kỳ bền nữa. Con này thì tình trạng khá là đẹp. Đó. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Ryobi, tình trạng cũng cực kỳ nhức nách luôn các bác nhá. Đẹp như ngọc trinh luôn. Tem mác chuẩn chỉ từ ATZ. Công suất vẫn là 30cc, giá 1.800.000. Hai ốc lam trực tiếp bằng khóa 10, tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam. Mà con này thì xích là xài xích giống xích cơ điện luôn các bác nhá. Xích 91, lam vẫn là 35 phân. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1.800.000. Có núm mưa xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Tình trạng khá là đẹp đúng không ạ? Thắng xích sử dụng vẫn là ok la từ ATZ. Đấy. Vâng, và cửa hàng chúng em vừa nãy thì đã test nổ từng con một cho các quý khách hàng xem. Các bác nào mà ưng ý con nào đấy ạ, thì vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nhé. Còn riêng về phần nội thất của cây máy thì cửa hàng chúng em là chuyên cung cấp giống sản phẩm nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Các bác nào mà nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa hoặc là bung máy, bung miếc, đó, bung nòng, bung niếc ấy, thì cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền các bác nhé. Đó. Hàng cửa hàng chúng em thì đảm bảo cho các bác là lấy uy tín là vàng, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mà các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em đó. Và cửa hàng chúng em thì cam kết cho các bác là chính hãng, hàng nguyên zin, hàng chuẩn Nhật bãi nội địa, một đời chủ chưa qua những người Việt Nam mình đã sử dụng các bác nhá, nhập trực tiếp bên Nhật về luôn. Đấy, hôm nay thì cửa hàng chúng em là lên lô tổng cộng gồm có 10 con từ T1 cho tới T10 và có báo giá trên từng con rồi đấy ạ. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp của cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước đâu ạ, nên là các bác cứ thoải mái các bác đặt các bác nhá. Hàng tới các bác cứ yên tâm, hàng tới các bác được kiểm tra hàng mà. Các bác là quý khách hàng, những sản phẩm hãy là những sản phẩm khách hàng thông thái để khi các bác đặt hàng thì có thể ưng ý nhất. Đó. Rồi, và cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác.